Rồi, chào các bạn luôn nha. Hên nữa bạn ơi, ông trời đang ngầm mồm mồm kìa. Đang chiếm mưa bạn ơi. Hồi sáng giờ mình đặt 15 cái bẫy bạn, rồi không có đem điện thoại theo. Mình thấy trời còn sớm, nên mình cũng tranh thủ mình ghé một cái luồng bẫy mình thăm luôn bạn. Thăm trên xe đó, mới về tới nhà, mới lấy điện thoại câu quay. Đó, những cái bẫy mình thăm trên xe đó bạn. Rồi tính tranh thủ mình chạy nhanh về, đặng mình bán gắn bạn ơi. Hôm giờ cũng lâu bạn chưa có bán nữa nè. Đấy, mình đi soạn gắn ra mình bán nha. Trong đây là có gắn của mình với gắn của anh hai bọc này nè. Đấy, trời ơi. Nhiều bạn có gắn khủng ở đây, một ký lô 50 bán hỏi mình cân đó bạn. Khủng ở trong máy nè. Đó. Cầm con giáp tay các bạn, còn đóng này ngựa nè. Thành nè. Nên túi nè bạn ơi. Túi thứ hai nha. Đây. Đó, tớ túi nó đó. Còn này túi thứ ba nữa nè. Đấy. Túi này có hai con. Mới về tới nhà tranh thủ à, đúng là mưa bạn ơi, mưa lớn này, quay cho bạn xem luôn nha. Đây là những cái còn chuột nè mà mình tính đặt lại á, còn chuột mấy cái, quá trời mưa rồi. Mấy cái còn chuột bạn cuốn lại mà còn mấy con chuột nè. Năng lượng lợi năng lượng thôi, chỉnh thủ về bán, tại vì ngày mai mình không có mình có công việc á, mình không có đi bán được, ngày mai mình đi công tác sáng chiều rồi sáng chiều luôn bạn, mình không có thời gian rảnh. Đây ba cái còn chuột. Tranh thủ đi dậy về nó bán gắn chứ không phải là mình ở đây đặt nữa rồi mà mình đi rút cái lồng bẫy nè bạn. Trong đây nè bạn, trong đây là những cái hết chuột rồi, cái dính gắn nè bạn. Ồ, hên quá ta. Thôi là chút xíu nó là mất mưa. Mới vừa về tới nhà luôn bạn ơi. Ồ, cái bông nó đẹp bạn ha. Bây giờ cái bông nó vô trong ơi, sợ mưa nó dập à. Mấy em gài cũng mười bữa nay không thấy mưa bạn ơi. Cái mười bữa nay không có mưa. Mưa bữa nay ngon nè, mưa bữa nay là gió gắn đi dữ à. Để bắt gắn cho bạn xem luôn nha. Cuốn về bạn ơi, cuốn hết luồng luôn bạn. Đây nè, có gắn khủng nha bạn. Sướng không? Gắn này khủng nha bạn ơi. Đấy, trần luôn á. Sướng 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 nha. À, con này thì khoảng tầm cận ký nha bạn, chứ không nhỏ đâu nha. Đấy, khủng không? Sướng chưa? Đi bắt ra cho bạn xem nha. Còn mấy cái trong này là 9 cái thôi nè, mấy 9 cái bạn ơi. Con vỏ này 9 cái. Để mình coi ra còn cái nữa nè. Các bạn. Bị trần luôn. Mà cái này thì nó kẹt đầu, ối chuột ca thuốc quắc rồi nè. Đây, mới ối bạn ơi. Ý. Gớm. Chuột này thì nó kẹt đầu rồi, con này thì lần này thì nó chưa kẹt bạn, nó nằm nè. Thì ơi. Hồi nãy nó không có kẹt bạn ơi, mà bây giờ nó kẹt rồi. Mưa gió quá. 30 gắn ngang các bạn. Con này là tầm 7 ký bạn ơi. Hôm nay ngon rồi, đặt 7 này có thể ngon được không? Có bự ở đây luôn các bạn. Con này 1 ký 550 bạn. Thử không? Con này có anh hai dính có hổm nè, bán giùm cho ảnh bạn ơi, mà không biết nó có ốm không nữa. Con này 1 ký 50 có hổm nữa bạn, bữa nay chắc cũng còn tới 1 ký á.
còn con đó nó ngu con đó luôn à. Mình tính chia sẻ giá gắn các bạn với các loại gắn nhất nhì ba các bạn. Có nhiều bạn comment hỏi á, sẵn đây làm clip luôn mà trời mưa lớn quá trời. Cái này nãy nó vô gác chứ lắm bạn ơi, gác ra với chuột nó vô gác chứ lắm rồi cất dùm lum hết trơn. Mình rửa sạch rồi, có rửa rồi, rửa rồi mình bỏ vô nè. Ôi trời ơi, đây khổng lồ các bạn. Đã không? Thôi không bỏ ra nữa. Sướng nha. Đó, yeah yeah. Đã các bạn. Cầm tay mình đó bạn ơi, mạnh lắm. Quậy à. Không ỉa nãy ỉa pẹt pẹt pẹt. Không các bạn. Gắn nhất á mình tăng 320 bạn ơi, rẻ à bạn ơi. 320 gắn nhì 220, gắn 3 thì 120. 120, 220, 320. Còn con gắn nhất á thì từ 600g trở lên bạn. Con gắn nhì thì từ 300g. 300g 300g đến dưới 600g là gắn nhì là 220. Còn 120 là gắn 3 bạn. Gắn 3 là 120. 120 là con gắn hổ hành các bạn. Là dưới 300g. Gắn ba gắn độ 3 bạn. Cái này nhì bạn ơi. Nhì không? Ê. Vô nữa nghe. Bỏ vô đây luôn. Còn con gắn gắn hổ hành đó bạn. Ê lộn thôi, bán hổ ngựa. Hổ ngựa là nó cân xới xô vô cho chứ con kia các bạn. Hổ ngựa là nó cân xô chung với con hổ hành luôn. Nếu có một mình nó có 101 rồi bạn ơi. Còn mình chung với hổ hành luôn, người ta mua người ta mới giớt, giớt giớt mình đó. Mình lộn xộn luôn, 120 bạn. À, đây được hai con khủng như này nha. Với một hai con gì vậy đó. Còn như là ngựa không à bạn ơi. Mình đi từ sáng giờ. Mình đi đặt bẫy ở khu mới. 15 cái sẵn đó mình về mình cuốn nè, mình cuốn về được chục cái chưa bạn, hơn chục cái còn nhiêu đó. Còn con này nãy không có kẹt đầu, để quay hồi kẹt đầu rồi xử lý nó luôn nè bạn ơi. Xử lý gắn thì mình hai bên cái nét thông đó là bạn, mình đè hai bên thông này nó ra là nó vô các bạn, nhanh lắm. Ói chuột quá, ăn lâu rồi nó ói chuột cũng gã rồi. Lồn luôn nha bạn. Nó gắn này mình động giáp từng rồi bạn ơi. Trời mưa ngon lạnh luôn ta. Vừa về tới nhà vừa bước ra mở cửa nhà lấy điện thoại ra là mưa tới giờ luôn. Thôi mình chia sẻ cái niềm vui của mình chút xíu cả nhà với đi giá gắn chút xíu chịu thôi nha cả nhà. Cũng không có gì hồi hồi hộp lắm. Không có đi thăm bẫy. Chuyến sau mình đi thăm bẫy mình sẽ cho cả nhà xem luôn nha. Con gắn khủng á anh hai, anh gọi mình bán mà hổng giờ chưa bán nữa. Hai con mini bạn ơi, hai túi rồi. Rồi tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn các bạn ở chuyến lần 27 nó có nhiều sự thú vị trải nghiệm và sự hồi hộp các bạn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Đây ngoài bấm cái chuông á để nhận được video mới nhất của mình nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Tranh thủ làm cái clip thường thường chút bạn. Tại vì tại mấy ba ngày có clip để cho cả nhà xem. Để lâu quá bà cả nhà quên mình. Lâu quá trời lâu không đăng clip á nhà quên.
công việc mình có luôn đâu bạn ơi, nên mình cũng không có ra clip thường được, mình chỉ dồn lại mấy cái ngày mấy ngày rảnh của mình đó, mình dồn clip lên đó rồi mình cái cắt ngày hôm nay đó, chứ không có làm được nhiều clip. Đây này bỏ hơn hơn mưa chút xíu các bạn, lâu quá thu gan hết trơn. Bạn cũng có tay đúng không? Rồi làm việc các bạn lên nha. Bốn giờ bạn ơi, con mình nó 4:30 nó cũng đang học phải đi rước cái nó nữa, nó tranh thủ về nhà tính về nhà rồi rước con rồi nó chạy đi bắn rắn bạn ơi, nhưng mà giờ này mưa rồi, nó chuẩn bị cho sọn mưa để đi rước con nhỏ bạn. Rồi tạm biệt các bạn luôn nha. Đây là những cái bẫy chết chuột các bạn, các bạn bắt rắn ngoài bẫy nó còn chuột 3 cái. Đấy, chìm cái búa bao của mình đủ lội cho ơi, rồi đó có cái bẫy nữa kìa. Còn để các bạn nha. Mưa ngon lành. Thế nào đợt sau cũng trúng rắn à. Cả nhà hãy theo dõi kênh của mình nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Bye bye.